手自顾红颜都薄命，我推翻一切做个真英雄，巾帼不让虚眉，王屋刀光剑影，身手不凡看我威武一阵风，路见不平我就出手不犹豫，惩奸除恶就是为了天下太平，哇哦两肋插刀，哇哦侠骨柔情，素面朝天称兄道弟一路前行。14. Hai vị mời vào trong. Nè, ông gọi hai chúng tôi tới chỗ này làm cái gì? Bọn họ là ai vậy? Hai vị khoan giận dữ đã, ngồi xuống đây từ từ nói. Được, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là chấp sự thương hội ông chủ Lý. Người ở bên phải tôi là viện trưởng thư viện Ấn Thiên Châu tiên sinh. Hai vị này đều là hương thân có danh vọng, có địa vị của địa phương. Hôm nay tôi mời hai người họ tới đây để làm chứng cho sự việc ngày hôm nay. Làm chứng cái gì? Hương thân cái gì? Rốt cuộc các người muốn làm cái gì vậy? Trung lão gia, đừng có nóng giận như vậy, có gì từ từ nói. Nghe nói là cậu muốn thôi Liễu Minh Nguyệt, có chuyện như vậy hay không? Nè, cô làm sao vậy hả? Đây là chuyện nhà của chúng ta, cô đi nói khắp nơi như vậy không cảm thấy khó coi hay sao? Đi đi, theo tôi về nhà. Nè, ông làm cái gì vậy? Là tôi muốn hỏi cậu muốn làm cái gì đó. Cậu coi chỗ này là nhà của cậu sao? Lôi lôi kéo kéo. Đây là chuyện nhà của tôi, không tới lượt người ngoài với ông xen vào. Nói rất hay. Theo lý mà nói, chuyện trong nhà của cậu tôi không tiện xen vào. Chẳng qua là tôi muốn nhắc nhở cậu một chuyện. Vốn dĩ đàn ông thôi vợ là chuyện không thể nào bình thường hơn được. Nhưng mà dựa vào luật lệ của Đại Tống, phép chia ly của phu thê không ngoài ba điều. Một, vì sao? Hai, dựa vào điều thất xuất để thôi vợ. Ba, phải tuyệt nghĩa. Nếu như cậu muốn thôi vợ như vậy, Liễu Minh Nguyệt chắc đã phạm tội thất xuất rồi phải không? Cái gì mà thất xuất bát xuất chứ? Ông nói cái gì vậy? Nhìn bộ dạng của cô là biết không học hành gì rồi. Để tôi dạy cho cô. Ngồi, ngồi xuống đi. Cái gọi là tội trong thất xuất chính là không hiếu thảo với phụ mẫu, không có con, dâm đảng, ác độc, đố kỵ, nhiều chuyện, trộm cắp. Cậu muốn thôi Liễu Minh Nguyệt, rốt cuộc là cô ấy đã phạm phải điều nào trong thất xuất vậy? Có gì đâu mà khó hiểu. Cô ta phạm tội đố kỵ, cô ta không cho cái tổ cưới tôi. Được, nếu cậu nói Liễu Minh Nguyệt phản đối cậu cưới thêm, vậy thì tôi hỏi cậu, hai người có tâm bình khí hòa mà ngồi xuống thảo luận vấn đề này hay không? Có cách nào để giải quyết hay là không? Cô ấy nói không có. Như vậy rốt cuộc là Liễu Minh Nguyệt phản đối cậu cưới thê hay là phản đối cậu lập thiếp đây? Cậu lại không trả lời được. Còn nữa, vậy cậu có biết trong lòng của Liễu Minh Nguyệt đang nghĩ cái gì hay không? Cậu lại không biết. Vậy thì chuyện cô ta làm tôi bị té,
muốn làm mất đứa con trong bụng của tôi thì đó không phải là lý do để thôi cô ta sao? Thì đó, thật ra tôi cũng không muốn phải đi tới bước đường này. Dù sao đứa con trong bụng của Ngọc Cầm cũng là cốt nhục của nhà họ Chung chúng tôi. Tôi không thể nhìn cô ấy ức hiếp Ngọc Cầm như vậy đâu có được. Thôi cô ta coi như là lời cho cô ta rồi. May mà thai nhi của tôi không sao. Nếu như có chuyện gì thì tôi còn phải kiện cô ta giết người nữa đó. Câm miệng cô lại đi. Cô lấy thân phận gì để nói chuyện ở đây? Cô chưa vào cửa cũng không phải đồng tộc. Tục ngữ có câu danh không chính thì ngôn không thuận. Cô dựa vào đâu mà lớn tiếng ở đây? Chung cái tổ, tất cả đều là đàn ông. Trong lòng của cậu đang nghĩ cái gì tôi rất hiểu. Một câu là nói được hết. Cậu muốn bỏ rơi thê tử mà thôi. Cậu đừng có vọng tưởng nữa. Cậu có điều trong thất xuất. Liễu Minh Nguyệt cũng có ba điều không đi. Điều thứ nhất, thê tử không có bà con họ hàng, nếu bị thôi sẽ không có nhà để ở, không thể thôi. Điều thứ hai, thê tử từng chịu tang 3 năm thay cho phụ mẫu tướng công, không thể thôi. Điều thứ ba, tướng công cưới thê trước đây bần tiện, nhưng sau khi thành thân lại phát tài phú quý thì càng không thể thôi. Nói rất đúng. Chung kế tổ, cậu đừng có quên, cả Khai Phong phủ này đều biết. Từ sau khi Minh Nguyệt gả cho cậu, cậu mới có ngày hôm nay. Minh Nguyệt một lòng với huynh để giữ chữ hiếu với cha mẹ của huynh. Bây giờ cô ấy không làm sai chuyện gì mà huynh lại muốn bỏ cô ấy, trong khi bây giờ cô ấy tứ cố vô thân không có nhà để về. Tôi chém huynh ra làm trăm mảnh cũng không thể ngu được cơn hận trong lòng. Không sai, mọi người đã nghe rất rõ ràng rồi. Ba không đi của Lý Minh Nguyệt đều trúng cả. Vì vậy tôi nói cho cậu biết, cậu vốn dĩ không có tư cách để thôi vợ. Đủ rồi. Các người thế đông, tôi không nói lại các người. Nếu như tôi không thôi được, thế ly gia chắc là được cái gì. Chúng ta đi. Minh Nguyệt, nè, cả ngày mệt mỏi đói rồi phải không? Ta làm cơm cho cô rồi nè, ăn đi cho nóng. Đây đây đây, ăn cơm xong còn có tráng miệng là đồ ngon đó. Yến xào tẩm bơ một chút. Để tôi đi lấy quần áo cho hai người nha. Những chuyện khác đừng nghĩ tới nữa. Cô và Tử Lạc cứ ở lại đây, không sao cả. Tôi biết mọi người muốn khuyên tôi, những đạo lý này tôi đều hiểu cả. Lúc xưa khi tôi khuyên Hương đi, bản thân tôi nói cũng không ít. Thật ra tôi luôn ráng chịu đựng cầu toàn, chính là muốn cho Tử Lạc có một gia đình đàng hoàng. Nhưng mà tôi thật vô dụng, cả một gia đình đàng hoàng cũng không cho nó được. Minh Nguyệt, tại sao cô cứ trách bản thân mình chứ? Lỗi rõ ràng không phải là ở cô, hoàn toàn là do người đàn ông đó một tay gây nên. Hơn nữa, tên khốn nạn đó không cần cô, sớm muộn gì cậu ta cũng hối hận. Đừng nói là đàn ông, cho dù là phụ nữ, điều quan trọng nhất là phải có tôn nghiêm. Nếu như cậu ta đã đối xử với cô như vậy thì có cần khách sáo với cậu ta hay không? Yên cậu ta, liên hoạt cậu ta. Không được, tôi không muốn làm lớn chuyện này. Người làm lớn chuyện này đâu phải là cô. Cô còn nhớ lúc trước cô khuyên Hương Liên thế nào không? Người đàn ông không tốt thì cứ dứt đi như dứt rác vậy. Chẳng lẽ cô muốn Tử Lạc đau khổ cùng với cô? Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy Tử Lạc không vui sao? Thì đó, cô cũng đâu muốn nhìn thấy Tử Lạc không vui đâu. Nè, nếu như cô sợ thì tôi có thể giúp cô báo quan đó. Bây giờ nói một câu cho cùng, nếu lỗi không ở cô thì cô không nên âm thầm chịu đựng, phải ra tay đánh trả. Minh Nguyệt, người khác ta không dám nói, nhưng mà bản thân ta đã từng trải nghiệm. Thằng nam nhà chúng ta chính là do một tay ta nuôi lớn. Ta biết một người phụ nữ muốn gánh vác một gia đình thật sự không dễ dàng gì. Bây giờ có người muốn chà đạp nhà của cô, sao cô có thể cam tâm tình nguyện chứ? Không sai. Chẳng lẽ cô cam tâm tình nguyện đem tất cả mình có nhường cho người khác sao? Chẳng lẽ cô cam tâm tình nguyện nhìn Tử Lạc bị người ta tổn thương sao? Không sai. Gia đình này không ai được quyền phá hoại. Được, chúng tôi ủng hộ cô. Ủng hộ cô à? Thôi 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 thôi, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ăn yến xào đi. Nè, đích thân tôi nấu đó. Dân phủ Liễu Minh Nguyệt tố cáo Trùng Kế Tổ
chưa được sự đồng ý của chính thất đã tự ý cưới thêm, tội phạm thông gian. Mà Liễu Minh Nguyệt không phạm điều lệ trong thất xuất, kế tổ ý đồ thôi vợ, bất trung bất thành, khó nương tựa suốt đời. Vì vậy Liễu Minh Nguyệt đề xuất ly hòa với tướng công chung kế tổ, đồng thời yêu cầu chung kế tổ phụ trách tất cả chi phí cần dùng để nuôi dưỡng con trai. Cái gì? Vì chuyện nhỏ như vậy mà cô chạy lên công đường? Cô chê tôi còn chưa đủ mất mặt sao? Được, tôi biết rồi. Cô cố ý muốn khiến tôi mất mặt phải không? Tôi không thôi cô, cô lại đòi ly hòa với tôi. Tôi không chịu đó. Tôi không ly hòa. Chung cái tổ, cậu không chịu ly hòa đúng không? Được. Bao đại nhân, bổn nhân Âu Dương Đông đại diện cho Liễu Minh Nguyệt cáo chung cái tổ tội thông gian. Nè, ông có bị làm sao như vậy? Tôi nói với cậu, một là cậu ly hòa, nếu không thì tôi sẽ kiện cậu thông gian. Cậu tự chọn đi. Được, nếu cô đã tuyệt tình như vậy thì đừng có trách tôi không khách sáo nữa. Bao đại nhân, sở dĩ tôi muốn thôi vợ là vì từ trước tới giờ Liễu Minh Nguyệt chưa hề làm tròn trách nhiệm của thê tử. Tôi vất vả ra ngoài kiếm tiền, về đến nhà còn phải nghe cô ta than vãn là ở trong nhà vất vả thế này thế kia. Tôi quan tâm thông cảm cho cô ta như vậy, cô ta lại không hề quan tâm tới tôi. Bao đại nhân, mỗi nhà đều có chuyện khó nói riêng. Có phải các người muốn đem chuyện nhà tôi ra nói hết các người mới cam tâm không vậy?